Hello mọi người, hôm nay ta sẽ có phiên trải bài. Các bạn chọn tổ bài từ trái sang phải. Tổ số 1 vòng đeo tay hạt to, số 2 hạt nhỏ. Mình sẽ đến với tổ bài đầu tiên. Mình sẽ nói năng lượng ở tương lai gần nhất, nhưng mình thấy rằng bạn vẫn phải tiếp tục làm việc với mối quan hệ cũ của mình. Quan hệ này dường như hai bạn đã trải qua drama nghịch cảnh với nhau rồi, và bây giờ mỗi người một nơi, mỗi người tách ra và làm việc riêng bản thân mình. Và mình thấy nếu như mà bạn hỏi đối phương có nhớ nghĩ về bạn hay không thì họ cũng không biết phải làm như thế nào trong quan hệ này tiếp theo nữa, cho nên cái vấn đề mà cả hai bạn đã ngắt kết nối trong thời gian này là hoàn toàn thích hợp nha, thích hợp với cái mức độ và với cái năng lượng hiện tại nha. Cho nên thì á, người này vẫn còn hay quan sát âm thầm theo dõi bạn ở phía sau. Phía sau đây là âm thầm quan sát trên mạng xã hội và những cái thông tin về bạn. Và nếu như người này quen ai đó, có bạn bè chung với bạn, thì họ sẽ hỏi thăm. Và cái quan hệ này tách biệt nhau trong hoàn cảnh là nó hơi bất ngờ và không lường trước được vấn đề. Dù á, nó cũng có những cái gì mơ rễ mái từ cái hồi mà bạn quen người này rồi. Nó nghĩ là hai bên lâu lâu cũng có những cái hơn xung đột bé bé với nhau rồi, cho đến một ngày nó bùng nổ và thế là cả hai tách biệt ra. Mình thấy cái năng lượng trong tổ bài này hỏi là ai đang đến với bạn, thì khả quan về khả năng cao á, người đang đến với bạn á không ai khác ngoài chính bản thân của bạn cả. Tại vì mình năng lượng ở tụ mà số 1 á, sẽ hơi hướng về những cái công việc hiện tại của bạn nhiều hơn và bản thân của bạn nhiều hơn, hơn là hỏi về một mối quan hệ tình cảm nào đó. Còn nếu như đây là tụ bài bạn hỏi về vợ chồng của mình thì cũng có xác suất cao là hai bạn rất dễ không hòa hợp trong lời ăn tiếng nói và bất đồng quan điểm về những cái ứng xử, nó hơi trái ngoáy nha, rất là trái khuấy ha. Người này bây giờ liên lạc liên lúc nhìn bạn và họ âm thầm quan sát, còn ngoài mặt và hành động bạn biết về họ là bạn chỉ hiểu rằng họ đang tập trung vào sự nghiệp cá nhân và những cái danh tiếng, danh vọng, địa vị, tiền bạc của họ thôi. Còn phía của bạn thì bạn cũng không biết là người này đang như thế nào với bạn, tại vì họ đang bật chế độ im lặng, bật chế độ ẩn mình, giống như ẩn sĩ gì đó, ẩn sĩ nhưng mà lén lút ha, dòm về phía bạn nhiều lần nha, đang nhớ bạn và họ hay nhìn hình quan sát bạn từ xa. Và nếu như tụi bạn này bạn cảm thấy là trừ năng lượng của mình vẫn còn vương vấn một người bạn cũ, một crush cũ hoặc một người yêu cũ hoặc là một cái gì đó còn cũ, thì dĩ nhiên thì cái năng lượng của bạn nó cũng chưa có thứ nhất á, là nó chưa có thoát ra được cái cũ kỹ để mà đến cái mới hoàn toàn, cho nên vũ trụ cũng không có gửi vào người mới nào cho bạn cả. Thứ hai là dù có người mới chăng nữa thì bạn vẫn còn dính líu lấy cái cũ, cho nên không thể nào một chân đập hai thuyền được. Nếu một chân đập hai xuồng hai thuyền thì trước sau cũng lật lấp lật ngửa và bạn sẽ té nhào thôi. Ở trên những cái vấn đề mà cái năng lượng như thế này bên tâm linh thì nó rất rõ ràng cho bạn ha. Và cái nguồn năng lượng ở đây mình thấy rằng nếu như bạn chọn sao chuỗi này, sao chuỗi này nó đại diện cho cái gì đó, nó thứ nhất á, nhìn vô nó rỗng ruột, nhìn vô nhìn như gỗ và có vẻ như nó rất đơn giản giản dị. Tuy nhiên trong cái giản dị đơn giản này nó ẩn chứa sự thật, và trong quan hệ bạn với họ sắp đến, bạn sẽ nhìn ra được rất nhiều sự thật. Và chỉ khi nào cả hai bạn cởi mở và quay về với nhau thôi. Và mình thấy xác suất này cả hai cũng sẽ quay về với nhau thôi, nhưng mà đây không phải là cái thời điểm mà bạn và họ phải tái hợp lại với nhau nha. Nó nằm trong cái thì tương lai khác nữa nha, nghĩa là nó cần thời gian thêm đó hả. Còn cái sao chuỗi này á, cũng sẽ liên quan đến cái gì đó về sự màu nhiệm, về tâm linh là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái đường vân gỗ rất là rõ ràng, bạn có thể thấy không, tại nó rất là to, rất là rõ, biểu hiện là cái quan hệ bạn với họ nó không quá là kham ma độc hại đâu, nó chỉ là hơi cái năng lượng nó hơi bị thử thách trong cái lúc đầu thôi. Và nếu như bạn nào nhận thông điệp và cảm thấy có duyên, cảm thấy hợp năng lượng cho bạn này thì các bạn hãy thể like hoặc đăng ký kênh cho mình ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đến với tụ hai. Ok bạn, đến với tụ bài số 2. Mình thấy trong tụ hai này các bạn chọn sâu chuỗi rất nhiều hạt. Hạt này sâu lại
thành tổng cộng 108 nha. 108 này cũng tương ứng với một chặng đường rất là dài trong đoạn nhân duyên của bạn. Dường như tụ bài số 2 trắc trở đường tình duyên hơi nhiều nha. Cho nên là các bạn cần phải kiên nhẫn trong hành trình của mình. Ít ra là đơn giản kiên nhẫn hành trình của mình trước, rồi sau đó hãy đặt để quan hệ nó lên một cái gì đó, tầm cao mới, hoặc là bạn có thể tái sinh lại quan hệ bạn có với người nào đó. Tuy nhiên thì mình hỏi rằng sắp đến có ai đến với bạn hay không, thì mình thấy là xác suất cao là nếu như bạn muốn chấm dứt luôn quan hệ hiện tại, bạn muốn có với ai đó mà thấy bạn thật sự bạn đã có một mối quan hệ rồi đó, rồi là cái trường hợp đầu tiên. Quá trường hợp thứ hai chiếm phần trăm rất là ít. Bạn nào hợp nguồn năng lượng thì hãy lấy thông tin ha. Trường hợp thứ hai là nguồn năng lượng của các bạn là đã vừa chấm dứt hẳn, còn trường hợp thứ hai vẫn còn muốn kết nối lại với quan hệ cũ nào đó nha. Nếu như bạn muốn kết nối lại với quan hệ cũ nào đó thì bạn cần phải tái sinh và chữa lành nó thôi. Tái sinh bằng cách là bạn quên cái người đó đi, hay bạn hãy tách ra nhau khỏi hoàn toàn để mình làm sụp đổ hẳn hoi cái tòa tháp, cái ngôi nhà của bạn đang ở. Cái ngôi nhà này là ngôi nhà tình yêu mà hai bạn đã xây cho nhau. Xây dưới hình thức nào không quan trọng, xây với độ kiên cố, kiên bền, hay là xây với chất lượng cao hay chất lượng thấp, nhà tranh, nhà vách và nhà đá, nhà vách đá, hay là nhà lợp bằng lá, hay là nhà xi măng, hay là nhà ốp gạch men, hay là nhà lầu gì đó không biết nha. Thì bạn hãy tự liệu sức mình, tại vì cái quan hệ bạn có với người này, hiện cái người mà đang có trong trong đầu bạn đang nghĩ hay suy nghĩ đến á, thì họ cũng đang rất là cảm thấy nếu như mà kết nối lại với bạn á, thì họ cũng phải cần lột xác này, thì họ mới bớt đi che chắn này cái hình tượng của bản thân với phía bạn. Họ hay che chắn bằng cách là họ hay, một á, là họ hay tỏ ra là mình ổn, còn không họ sẽ tỏ ra là bất cần bạn chẳng hạn. Những cái còn ba nữa là họ bị tổn thương, cho nên họ dùng cái lòng tự trọng của họ và hơi ích kỷ một xíu với bạn. Thì trong trường hợp nào mà hãy nhận thông điệp ha. Còn cái vấn đề mà bạn hỏi là có người mới thì mình nói người mới một xíu. Người mới này thì họ sẽ thiên về hành động khá nhiều và rất là thông minh, sắc sảo, sắc bén. Thông minh ở đây là thông minh đến cái mức độ mà nếu như bất kỳ người nào họ chơi chung, chơi cùng hoặc muốn xây dựng mối quan hệ yêu đương, lãng mạn, tình cảm các thứ hay người này, thì họ vẫn muốn tốt nhất là nên để họ cầm cương, để họ nắm quyền và để họ làm chủ quan hệ đó, để cho họ được chỉ huy, và bạn nên tốt nhất là người nghe theo mà thôi. Còn cái vấn đề mà bạn cảm thấy thích hợp với người này không thì đó là do bạn lựa chọn thôi. Tại vì năng lượng của họ ra là năng lượng vẫn muốn đồng hành cùng bạn, tuy nhiên với điều kiện là người này phải làm chủ cuộc chơi ha. Cuộc chơi ở đây có nghĩa là trong bất kỳ một cái quan hệ nào, không phải là nói chơi bời, mà trong bất kỳ mối quan hệ nào thì với họ là một cái gì đó thử thách, họ rất muốn chinh phục nó. Và ok, với họ là một cái gì đó nó như một tự game gì đó, nhưng không hẳn là game để chơi bời qua đường, nhưng mà họ vẫn trân trọng cái khoảnh khắc họ có với bạn. Tuy nhiên thì nếu như mà họ bền lâu không thì nó rất là khó để nó sự bền lâu hay không. Mình nói nêu cái vấn đề người mới, còn nếu người mới này có thể là một chỉ người soulmate của bạn thôi, và cái người này sẽ lướt ngang cuộc đời của bạn thôi, chứ nó không có quá ở lại lâu dài và lâu bền trong cái ngôi nhà tình yêu với bạn. Thì bạn muốn xây dựng mơ mộng, bạn kỳ vọng, bạn khát khao quá ghê gớm hay nó dữ dội, hoặc là đói khát tình cảm quá nhiều chẳng hạn. Mà quá đói khát á thì vũ trụ sẽ tưởng rằng bạn thèm muốn sự đói khát, ok, thì vũ trụ sẽ gửi sự đói khát đến cho bạn bằng cách là gửi một cái người nào đó. Thứ nhất là chưa hợp duyên các bạn, thứ hai là họ không tôn trọng bạn, các bạn, thứ ba là hơi bị gia trụ áp đặt lên phía của bạn, nó cũng không có tương xứng với cái nội tâm bên trong của bạn. Bạn cứ bình thường, bạn cứ tự nhiên là chính mình, và bạn cảm thấy luôn luôn mình cảm thấy là mình không quá khao khát tình cảm, không phải là không còn, nhưng mà không khao khát tình cảm quá nhiều. Thì khi đó năng lượng của bạn nó trong sạch, nó lành, thì nó sẽ hút những cái lành với bạn. Nó giống như kiểu là bạn học ở trình độ lớp mấy thì bạn sẽ chơi chung với lớp mấy, chứ không thể nào một người đại học mà chơi thân suốt ngày, đi kể chuyện, đi chơi thân một đứa mà học lớp 5, lớp 6 được. Nhà rất là khó để mà có thể chấp nhận được cái vấn đề này, là rất là khó để mà bên trong của nhau mà thấu hiểu nhau hay nói chuyện nhau được. Cái trình độ nó quá khác, và cái năng lượng nó cũng theo y chang cái trình độ của mình vậy đó. Năng lực cao thì mày hút cái cao, năng lực thấp thì mày hút cái thấp thôi. Và tùy các bạn cố gắng để nâng cấp năng lượng của mình lên thì nó sẽ ổn hơn, mà thấy tụi hai hơi rối rắm phức tạp ha. Cho nên mình sẽ nói nhiều hơn về cái vấn đề này ha. Bạn cảm thấy hợp lý thì có thể like và
sẽ đánh